Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ba Đình, Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chánh văn phòng và trưởng các ban, tổ chức, tuyên giáo, dân vận và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 06, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tại các đô thị lớn, nhất là tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định ban hành Nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết đầu tiên của Bộ Chính trị về phát triển đô thị sau 35 năm đổi mới, với mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị, động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới, thể chế chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, chất lượng cuộc sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Nghị quyết cũng xác định một số mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, số lượng đô thị toàn quốc khoảng 1.000 đến 1.200, kinh tế khu vực này đóng góp khoảng 85% GDP cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn. Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đó là hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, phát triển đô thị bền vững, tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới, đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh an toàn và trật tự đô thị, phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã làm rõ một số kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức, việc kết nối và phát triển mạng lưới đô thị giữa các vùng, phát triển hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ phù hợp với biến đổi khí hậu, gắn kết chuyển đổi số với quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị, phát triển đô thị xanh, thông minh gắn với bảo tồn phát triển văn hóa phù hợp, phòng chống dịch bệnh và thiên tai. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự tham dự của các đại biểu, đánh giá cao sự chuẩn bị và các tham luận tại hội nghị, đồng thời gợi mở một số nội dung để nghiên cứu triển khai, trong đó nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiên cứu quán triệt đầy đủ sâu sắc nghị quyết quan trọng này,
phải coi đô thị hóa là tất yếu, khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị, đồng thời sớm xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể. Đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý hơn, phù hợp hơn. Thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Đồng thời triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong nghị quyết, với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.